My berry，那个 blueberry。Honey berry， giống trái gì ở Việt Nam ta? Này năm nay nó có trái quá trời đó. Hy vọng mình được ăn nha, chim đừng ăn hết nha. À, nó tím đậm gì đó chín cho ta. Nó mềm rồi đó. Đó, bên kia nữa đó. Trồng hai cây. Cái cây này nó nhiều bọt quá. À, cái này là cũng là honey berry. Cái này kêu là blue forest. Cái này là cũng là blue pagoda. Blue forest này đây. Có mấy trái bèo bọt. Phải trồng hai loại thì nó mới có khả năng thụ phấn cao, có khả năng có trái cao. Trời ơi nó nặng trĩu nè, trĩu quả đó. Nó đè qua cái cây nhỏ này chị không nổi. Cái này là cây rosemary. Nó đè qua cây bên đây quá đi à. Biết trái này sao nó chín là sao biết ta? Thấy nó có giống có vẻ chín á. À, có con quả xít, con quả xít này nó ăn giùm tôi trước rồi. Trời ơi, hai con quả xít ăn giùm tôi trước. Đi đi bạn ơi.